Thưa quý vị, hiện nay nhiều loại nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu, khiến doanh nghiệp nông dân tại các địa phương có lượng lớn trái cây như là thanh long, dưa hấu đến kỳ thu hoạch thêm lo lắng vì đầu ra của nông sản trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Hiểu được nỗi lo lắng của bà con nông dân, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát động chiến dịch giải cứu 20 tấn dưa hấu. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức thu mua, hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn dưa hấu cho nông dân đang bị lao đao trong dịch bệnh nCoV. Thực hiện cái việc hỗ trợ này cho nông dân để thể hiện cái tinh thần trách nhiệm xã hội. Cái thứ hai là thể hiện cái trách nhiệm cùng chính phủ giải quyết những cái vấn đề khó khăn cấp thiết. Đó là cần các cái vòng tay của những người tiêu dùng và các cái tổ chức để mà cứu trợ cho bà con nông dân. Trước mắt, 20 tấn dưa hấu đầu tiên đã được vận chuyển từ Gia Lai đến tập đoàn TTC. Dự kiến trong tuần này, 20 tấn thanh long cũng sẽ về đến trụ sở. Cán bộ nhân viên tập đoàn sẽ giúp tiêu thụ toàn bộ 40 tấn dưa hấu và thanh long thu mua được. Ngoài ra, hội và tập đoàn cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và các chùa tổ chức trao tặng cho các người dân có hoàn cảnh khó khăn.